Chào mừng em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 4, trang 3 đến trang 4. Sách cánh diều, bài 11, trái tim yêu thương. Chia sẻ, số 1 nhỏ. Hình ảnh quả bầu quả bí trong bài hát gợi cho em nghĩ đến ai? Khoanh tròn chữ cái trước khi những cái ý đúng. A. Quả bầu quả bí. B. Anh chị em. C. Bạn bè, hàng xóm, mọi người. Như vậy hình ảnh quả bầu quả bí trong bài hát gợi cho em nghĩ đến mọi người. Như vậy câu 1 chọn đáp án D. Câu 2, em hiểu từ dàn trong bài hát có nghĩa là gì? Khoanh tròn chữ cái trước những ý đúng. A. Dàn cây. B. Xóm phố. C. Đất nước. Và D là trái đất. Như vậy từ dàn trong bài hát có nghĩa là đất nước. Như vậy câu 2 chọn C. Câu 3, bài hát khuyên ta điều gì? Khoanh tròn chữ cái trước những ý đúng. A. Anh em bạn bè hàng xóm láng giềng phải thương yêu nhau. B. Người trong một nước phải thương yêu nhau. C. Mọi người phải nhờ người khác giúp đỡ. D. Mọi người trên trái đất phải thương yêu nhau. Như vậy bài hát khuyên ta là người trong một nước phải thương yêu nhau. Như vậy câu 3 chọn B. Tiếp theo bài đọc 1, món quà. Số 1 nhỏ. Chi định tặng Vi món quà gì trong dịp sinh nhật? Vì sao? Đánh dấu tích vào những ô thích hợp. Ý A. Chi định tặng Vi cái móc khóa có hình cuốn từ điển vì Quy nói với các bạn trong lớp mình thích có một cuốn từ điển. Như vậy đây có phải là món quà Chi định tặng Vi trong dịp sinh nhật không? Thì câu A, ý A này không phải. Như vậy chúng ta sẽ đánh vào ô sai. B. Chi định tặng Vi cái kẹp tóc có nơ hồng vì Quy có mái tóc dài và mượt. Như vậy, món quà kẹp tóc này có phải là món quà sinh nhật Chi định tặng Vi không? Không phải. Như vậy chúng ta sẽ đánh dấu tích vào ô sai. C. Chi định tặng Vi một cuốn từ điển vì biết Vi thích lật từng trang từ điển hơn là tra nghĩa của từ trên máy tính. Như vậy, đây là món quà Chi định tặng Vi. Như vậy, chúng ta sẽ đánh dấu tích vào ô đúng. Tiếp theo, ý D. Chi định tặng Vi con lợn đất vì Vi tâm sự với Chi rằng mình muốn tiết kiệm tiền để mua một cuốn từ điển. Như vậy, ý D sai. Rồi tiếp theo bài tập 2. Chi đã làm thế nào để có đủ tiền mua món quà Vi yêu thích? Đánh dấu tích vào những ô thích hợp. Ý A. Chi xin phép má cho tiền mua quà sinh nhật bạn. Như vậy ý A này đúng hay là sai? Là sai. B. Chi xin phép má cho rút tiền trong sổ tiết kiệm. Như vậy cái việc làm này có phải Chi đã làm để có đủ tiền mua món quà cho Vi không? Như vậy ý B sai. C. Chi xin phép má cho mổ con heo đất. Như vậy ý này là đúng. D. Chi vay má thêm 10.000. Như vậy trong bài đọc, Chi đã vay má thêm 10.000. Như vậy ý này là đúng. Tiếp theo câu 3.
Vì sao Chi không thực hiện được dự định tặng Vi món quà đó? Đánh dấu tích vào những ô thích hợp. A. Vì Chi mổ heo đất nhưng vẫn thiếu 10.000 đồng. Như vậy ý này là sai, không phải lý do Chi không thực hiện được dự định tặng Vi. Như vậy ý này là sai. Như vậy ý B, vì Thư đã tặng món quà đó cho Vi. Như vậy ý B cũng sai. C, vì Chi đã mua một món quà khác phù hợp với số tiền mình có. Như vậy ý này là cũng là sai. D, vì Chi đã quyên góp số tiền định mua quà để cùng cả lớp giúp Thư chữa bệnh. Như vậy ý D, Chi không thực hiện được dự định tặng Vi món quà đó là vì Chi đã quyên góp số tiền định mua quà để cùng cả lớp giúp Thư chữa bệnh. Như vậy ý D đúng. Câu 4. Nếu là Vi khi biết việc làm của Chi và nhận chiếc móc khóa do Chi tặng, em sẽ nói gì với bạn? Như vậy nếu là Vi khi biết việc làm của Chi và nhận chiếc móc khóa do Chi tặng thì em sẽ nói với bạn là sẽ rất là vui và trân trọng chiếc móc khóa mà Chi tặng, vì đó là tình cảm và lòng nhân hậu của Chi. Nếu là Vi khi biết được việc làm của Chi nếu là Vi khi biết được việc làm của Chi em sẽ rất vui và trân trọng chiếc móc khóa. Em sẽ rất vui và trân trọng chiếc móc khóa. Mà Chi tặng. Vì đó là tình cảm và lòng nhân hậu của Chi. Rồi, câu số 5, nếu được đề nghị nói một câu về Chi, em sẽ nói gì? Nếu được đề nghị nói một câu về Chi thì em sẽ nói Chi là, thì em sẽ nói cậu thật là một cô gái tốt bụng. Cậu thật là một cô gái tốt bụng. Và biết quan tâm tới mọi người. Và như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong các em thấy thích hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.